Đến lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh. Sau đây chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập pháp thoại hôm nay. Nam mô Phật Thầy. Nam mô Bích Thầy Giác. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thượng Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức Thân Chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta sống hạnh phúc và cảm thấy rất là hạnh phúc. Dựa trên cái quan niệm về ngã, ngã sở, tức là tôi là ai thì tôi có gì, cái ý niệm mà về một cái tâm không có vướng mắc, không có ái chấp và kể cả không có cái mà người thương tình nghĩ đến, và đằng sau đó nó còn có những ý nghĩa xa hơn nữa, thì thật ra không phải là những cái ý niệm mà chúng ta gọi là quen thuộc trong đời sống. Ở trong bài kinh ngày hôm nay, một vị thiên đã hỏi Đức Thế Tôn về cái những cái mà vị thiên của Ngài có không? Và Ngài trả lời là không. Và vị thiên đặc biệt rất là hoan hỷ. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó từ Thượng Tọa Thượng Sư chúng ta sẽ nghe được lên sự rộng rãi ý nghĩa của bài kinh này. Chúng con kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Con xin đọc bài bài chính kinh Am Tranh của Tiết Ca Xuất Tăng Tâm Không. Chú thích dẫn nhập: chúng sanh sống thường tin hạnh phúc nằm ở những gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Thật khó để cảm nhận hạnh phúc của cõi không theo cả hai nghiệp đen và nghiệp bóng. Hai chữ đơn giản có được khiến người ta thấy ấm áp, vui sướng. Chỉ có những bậc hoàn toàn giác ngộ, giải thoát mới thật sự hiểu và sống với giá trị của diệt khổ, Nirodha. Đó là hành trình của chính Đức Phật và tinh túy giáo pháp mà Ngài để lại cho đời. Kinh văn: Ngài không có ăn canh, Ngài không có tổ ấm, Ngài không có dây dăn, Ngài thoát khỏi hệ phược. Bản lưu đính: Ngài có chăn tịnh tham, Ngài có chăn tổ ấm, Ngài có chăn dây lan, Ngài có thoát buộc ràng. Thế Tôn: Ta không có am tranh, ta không có tổ ấm.
ta không có dây dăng, ta thoát khỏi hệ phương. Bản ngữ đúng. Ta không có tịnh am, ta không có tổ ấm, ta không có dây lan, ta không có buộc ràng. Dị thiên, con nói am là gì? Nói tổ ấm là gì? Nói dây dăng là gì? Nói hệ phược là gì? Bản ngữ đính. Con nói am là chi? Nói tổ ấm là gì? Dây lan hiểu là sao? Trói buộc nghĩa thế nào? Thế Tôn. Ông nói am là mẹ, nói tổ ấm là vợ, nói dây dăng là con, nói hệ phược là ái. Bản ngữ đính. Nói mẹ là tình am, nói vợ là tổ ấm, nói con là dây lan, nói ái là cột trỗi. Dị thiên, lành thai ngài không am, lành thai không tổ ấm, lành thai không dây dăng, lành thai ngài thoát phượng. Bản hiệu đính. Lành thai ngài không am, lành thai không tổ ấm, lành thai không dây nối, lành thai thoát buộc ràng. Thích dăng. Ma ta mẹ cú tí ca am thất, cú la quá cá tổ ấm, thá lý gia vợ, phút tá con trai, sân ta nát kê bể rễ bàn dây lan, tanh ha khát ái, ban thá ná trói cột buộc ràng, xa thú lành thai thiện thai, tốt đẹp thai đồng nghĩa với xa thú. Thích nghĩa, theo sớ giải thì cú tí cá am thất chỉ cho mẹ vì là thai bào tái sanh, tổ ấm chỉ cho vợ vì như loài chim ban ngày đi thức ăn tối, tổ ấm chỉ cho vợ vì như loài chim ban ngày đi thức ăn tối lại tìm về tổ ấm. Chữ Santa Naka có nghĩa là dây lan hay dây mơ rễ má, chỉ cho sự nối dõi thừa tiếp nên chỉ cho con. Ái là sự cột trói ràng buộc. Đức Phật trả lời như vậy vì ngài đã đạt đến cảnh giới hoàn toàn giải thoát của nội tâm và cả trầm luân sanh tử. Dịch giả và thường Thích Minh Châu biên soạn giáo trình Tuyệt Hào Giác Đẳng. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa để sư giảng dạy bài kinh về đọc. Nam mô Thầy Giá. Nam mô Thầy Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Thích Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân cùng Chư Tôn Đức Trục Râm. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học từ bộ kinh với cái bài kinh số 9 của phẩm Vừa Quan Hỷ trong chương Từng Ương Chư Thiên.
cũng là một cái sự kiện ở một vị trời để đi đến hội Đức Phật. Thực ra thì chúng ta cũng nên hiểu, dịch một bài kệ và ra Việt ngữ trong một cái khuôn khổ mỗi câu năm chữ khó chứ không phải là dễ. Vì vậy cho nên trong cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu đã dịch và chúng ta có cái bản hiểu đúng. Ở đây trước hết là chúng ta phân tích cái ngữ nghĩa trong cái lời kệ, rồi sau đó chúng ta sẽ trình bày ý nghĩa được hỏi và được Đức Thế Tôn trả lời. Thực ra thì bản dịch cũng đã có, nhưng mà vì cái lớp này của chúng ta nó lại ảnh hưởng đến cái môn phản ứng Pali, và chúng tôi là người đảm trách cái môn phản ứng Pali, cho nên chúng tôi cũng có một vài cái bệnh nghề nghiệp một chút. Để các vị theo dõi ở trong cái bài kệ, Quỷ Thiên đọc lên bài kệ, trong bài kệ đó có chữ cái chí. Chữ cái chí ở đây là một bất biến từ chỉ cho cái sự nghi vấn. Ở đây nói đến cái câu mà cái chi tê kutika na thiết, cái bản dịch gốc á, ngài không có âm tranh, năm chữ ngài không có âm tranh, thì chỉ có diễn đạt ý nghĩa của chữ tê kutika na thiết, bỏ cái chữ cái chí. Còn ở trong cái bản hiệu đính, ngài có chăng tịnh an, thì ở đây nó đủ chữ, nhưng mà thay vì động từ trong câu này là chữ nách thí, cả bốn câu đều là chữ nách thí, có chữ nách thí, nách thí. Nhưng mà ở đây dịch là ngài có, tức là trong trường hợp này
Chúng ta nói như thế là để chúng ta theo sát cái mạch văn Ngài có trong Tịnh An. Thì ở đây trong câu này đúng ra là chúng ta, nếu mà dịch văn xuôi là chúng ta phải cách chi tê kutika na thi, là Ngài không có âm thất phải chăng, Ngài không có âm thất phải chăng, thì Đức Phật là mới xác nhận rằng là tất cả tạc mê kutika na thi, ta không có âm thất. Cái chữ kuti, kuti hay kutika ở đây nó là một cái, nó nhỏ hơn cái vihara. Chữ vihara là một tỉnh thất lớn. Ở trong luật đó, trong luật tạng thì có hai cái điều giới tăng tàng, trong đó cái điều giới thứ sáu và thứ bảy thì một là xài chữ cú tí, còn cái điều giới mahala căng với ha răng, do đó cho nên ở đây mới xài cái chữ am. Nhưng mà ở đây nó có nghĩa là cái cốc. Chữ cú tí có nghĩa là cốc liêu, cốc liêu. Cho nên nếu mà chúng ta xài cái am tranh á, thì nó là cái am mà được làm bằng tranh, bằng cỏ tranh. Thì trong trường hợp này chúng ta cũng chưa biết là cái am đó, cái cốc đó là bằng gỗ hay là bằng gì, mình cũng chưa biết được. Cho nên không có, chúng ta hiểu tạm là am tranh. Nhưng mà nếu nói chữ tịnh am á, chữ tịnh am á, thì trong trường hợp này á, là vì chữ vihara vậy là tịnh xá, cho nên chữ kutika cái bản hiệu đính vậy là tịnh am. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu như trong chú giải nói rằng cái chữ kutika ở đây đó lạm thất ở đây đó là để chỉ cho người mẹ, tức là đi khi mà đi đến trong cuộc đời này là trước hết là ở trong cái thai bào của mẹ, tức là cái thai bào, tức là cái sự tái sanh đó. Thì khi mà Đức Thế Tôn Ngài trả lời cái chữ kutika, ta không có am, am tranh, hay là ta không có tịnh am, thì ở đây đó chúng ta không cần thiết phải chữ kutika là chúng ta nói cho nó nghiêm túc là chữ tịnh am. Thí dụ khi mà chúng ta nói nghiêm túc là cái chỗ, cái kutika đó là cái chỗ ở của một vị sư, của một vị xuất gia như là đạo sĩ hay là tu sĩ, thì chúng ta xài chữ tịnh am nghe nó hay. Nhưng mà ở đây chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta khỏi cần phải dùng nghiêm túc đẹp như vậy, khỏi phải xài cái nghĩa đẹp như vậy, bởi vì ở đây là chỉ cho cái sự
cái bụng mẹ. Thì ở trong trường hợp này chúng ta chỉ nói âm thất được rồi. Ngài có chăng âm thất? Thì Đức Phật trả lời rằng ta không có âm thất, để chỉ cho người mẹ cưu mang mình đó. Cũng vậy, trong cái câu thứ hai, Kachi Nathi Kula Waka, ngài không có tổ ấm phải chăng? Ngài không có tổ ấm phải chăng? Mà nếu dịch gọn lại thì ở đây, nếu mà dịch để trở thành cái câu hỏi ngài có chăng tổ ấm, thì cái này cũng nằm ở trong cái nghĩa, thưa quý vị. Nhưng mà bà Hiệu Đính giúp cho chúng ta thấy rõ đây là một câu hỏi. Thì khi mà vị trời nói rằng, vị thiên nói rằng ngài có chăng tổ ấm, hay là ngài không có tổ ấm phải chăng, thì Đức Thế Tôn ngài xác nhận rằng Takha Nathi Kula Waka, ta không có tổ ấm. Vì trong cái giới hạn của kệ ngôn xài năm chữ, do đó cho nên hãy chúng ta lấy chữ này thì phải bỏ chữ kia. Nhưng biết làm sao mà chúng ta hiểu được rồi. Thì ở đây đó, trong hai bài kệ mà, trong bài kệ của cái vị thiên và cái câu trả lời của Đức Phật đó, thì chúng tôi không cần phải dựa theo bài kệ năm chữ, mà chúng tôi chỉ nói như thế này để trình bày ý nghĩa thôi. Kachite Kuta Nathi, vị thiên hỏi Đức Phật, ngài không có phải chăng? Đức Phật ngài xác nhận rằng Phật Hạ Mê Kuta Nathi, thật sự ta không có âm thất. Thật sự ta không có âm thất. Cái chữ tắc khác là một cái bất biến từ mà xác định, có nghĩa xác định đó, thưa quý vị. Rồi vị thiên đó hỏi tiếp, Kachinathi Kula Waka, ngài không có tổ ấm phải chăng? Đức Phật trả lời rằng thật sự ta không có tổ ấm. Takha Nathi Kula Waka, vị thiên hỏi Kachi Santanaka Nathi, ngài không có dây dăng phải chăng? Cả hai trong cái bài, trong cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thì xài cái chữ Santanaka dịch là dây dăng, làm cho chúng ta cũng khó hiểu. Và trong cái bản Hiệu Đính là ngài có chăng dây lan, chữ dây lan cũng làm cho chúng ta, nếu mà không được giải thích chúng ta cũng khó hiểu. Nhưng mà thật ra đó, thì cái chữ Santanaka đó là cái sự kế tục hay là tương tục, mà chúng ta dịch cái nghĩa trắng là cái sự dây nối
cái sự duyên nối. Và cái sự duyên nối ở đây đó, chút xíu thì chúng ta sẽ giải thích. Đức Phật ngài xác nhận rằng tắc khá santanaka na thi, thật sự ta không có duyên nối. Vì trời hỏi Đức Phật, cái chi muto si panthana, thì ngài trả lời rằng tắc khá muto si panthana. Ngài đã thoát khỏi sự trói buộc phải chăng? Thì ngài nói rằng tắc khá muto si panthana, thật sự ta đã thoát khỏi sự trói buộc. Thì ở đây quý vị, vị trời nghe Đức Thế Tôn ngài đã trả lời xác định như vậy đó, thì cái vị trời đó mới hỏi Đức Phật, kinh ta hang cú thị căng rô mi, con nói am là gì? Tức là cái ý vị thiên đó, kinh tí a hang, chữ a hang đó xài a hang là đại từ ngôi thứ nhất, a hang pru vi là con nói. Kinh ý tí cú tí căn, con nói am thất là gì? Tức là ý vị trời đó, sau khi Đức Thế Tôn mà xác định thì vị trời đó mới ngạc nhiên hỏi Đức Phật là ngài có hiểu con nói am thất là gì không, mà ngài đã trả lời là thật sự ta không có am thất. Vị trời này cũng rắc rối. Thì Đức Phật ngài báo cho biết là Prusi, người nói Matarang Kutikam, am thất là mẹ. Ngài xác định gì? Ngài cho ta biết là ông ta nói am thất ở đây là ám chỉ cho ý nghĩa là mẹ. Cũng vậy, kinh tê pru mi kula va căng, con nói tổ ấm ngài hiểu là gì? Thì Đức Phật ngài trả lời là phá đi văn pru mi pru si kula va căng, người nói tổ ấm là vợ. Kinh tê santanakang prumi, câu nói dây nói, ngài nghĩ gì? Ngài nghĩ là gì? Cái chữ tê ở đây đó là muốn chỉ cho Đức Phật, xài cái đại từ ngôi thứ hai đó, thưa quý vị. Tăng năng tê nê, những cái chữ này viết cách thể của chữ tâm hát, nhưng mà không xài được cái đầu câu, phải để ở phía sau cái chữ, một chữ nào đó như chữ kinh rồi tê vân vân. Thì Đức Phật ngài cho biết rằng là
Puti Santanake Brusi, người nối, dây nối tức là con cái, sạch số nhiều, sạch số nhiều. Kinh tế hàng Rumi Panthanang, con nối, dây trói. Ngài hiểu gì thì Đức Phật có nói rằng tanh hăng mê ruvi thành năng. Ở đây rõ ràng là khi vị trời đó dùng cái chữ T thì Đức Phật này trả lời là mê. Nhưng mà chữ T mê đó để trong câu này là nó vừa là có nghĩa như chữ mê trong câu Đức Phật trả lời, có nghĩa là ta hiểu, người nói dây trói, ta hiểu là ái. Nó vừa có nghĩa là ta hay là ngài, chữ T ấy, nhưng mà nó vừa là một từ, một âm tiết, chỉ có một âm tiết thôi, để thêm vào cho nó đủ chữ trong câu của bài kệ tám chữ. Tanh hăng mê pru si ma văn tha năng đó, cái câu đó nó phải đủ tám chữ gì. Nếu mà bỏ chữ mê thì như vậy tanh hăng pru văn tha năng mới có bảy chữ, thật ra không thành cái bài kệ được, giống như thơ lục bát của chúng ta vậy, hễ câu nào sáu phải sáu chữ, còn tám phải tám chữ. Thì vị trời cũng cắt cớ, thưa quý vị, tức là mặc dù Đức Phật ngài đã xác định rằng ta không có âm thất, thật sự ta không có âm thất, thật sự ta không có tổ ấm, thật sự ta không có dây nấu, thật sự ta không có dây buộc, thì ngài trả lời như vậy thì xong rồi. Nhưng mà vị trời này muốn làm cho sáng tỏ thêm, mới hỏi Đức Phật thêm nữa là con nói âm thất, con nói tổ ấm, con nói dây nối, con nói dây buộc, thì ngài hiểu gì? Thì lúc đó Đức Phật ngài mới cho ông ta biết rằng ông ta nói như vậy thì cái ý đó là như thế. Và ở đây cái chữ động từ prusi là ngôi thứ hai, mà ở đây đó thì trong bản dịch chính vậy là ông nói thật sự cái bản dịch cũ của ngài Hòa thượng Minh Châu, ngài dùng cái tiếng ngươi thì chúng tôi rất thích. Ngày xưa chúng tôi và Thượng Tọa Giáo Đảng học ở Vạn Hạnh với ngài đó, thì chúng tôi biết kể từ khi mà cái tương ngưng bộ kinh này chỉ mới Veronio thôi, thưa quý vị, chỉ mới Veronio chứ chưa in thành sách nữa, thì từ trước giờ ngài có cái văn phong rất đặc biệt là Đức Phật ngài nói với ai đó, thì ngài cũng dùng cái tiếng ngươi. Thì như vậy nó cũng vừa là người bề trên mà nói với người dưới, nhưng mà sau này họ chỉnh lại đó là ông, có khi thì các thầy, thì nghe có chỗ thì dịch là con, các con. Này các tỳ kheo
ta nói cho các con biết, ta dạy các con thế này thì nghe nó kỳ quá. Không phải Đức Phật là không nói được, nhưng mà xài như vậy đó là xài theo ý của tiếng Việt chúng ta thôi. Bởi vậy cho nên bây giờ có một số vị thầy hay vị sư ngồi gặp Phật tử, dù Phật tử lớn tuổi cũng kêu bằng con, nghe kỳ. Chẳng thà người ta tự xưng thì được, nhưng mà mình gặp mình không nên nói như thế. Một sư trẻ tuổi mà gặp cái người lớn tuổi thì không có nên gọi bằng con. Cho nên không xài ông, không xài thầy, không xài con, mà xài chữ ngươi. Thì như vậy đối với Đức Phật khi Ngài nói, Ngài nói chuyện với chúng sanh đó, mà dùng cái từ đó thì rất hay, nhất là nói với chư thiên. Nói chư thiên thì không kêu bằng ông. Rồi có nhiều khi cái vị trời đó là một thiên nam thì không nói chi một thiên nữ, kêu bằng ông nghe kỳ quá. Cho nên đây đó là một điều mà chúng tôi muốn phân tích ra để chúng ta hiểu được cái mạch văn. Rồi cuối cùng thì lúc đó vị trời mới chấp nhận, vị trời mới hoan hỷ. Sau khi Đức Thế Tôn Ngài đã nói lên đúng cái ý nghĩa của mình muốn nói, thì vị trời mới nói, mới trở lại là sa hút tê cuối tịch nạch thí lần thai Ngài không an. Sa hút nạch thí cú la qua ca lần thai Ngài không tổ ấm, lần thai không tổ ấm. Sa hút san ta nạch ca nạch thí lần thai không dây nối. Sa hút mô tô sĩ bần thân na lần thai Ngài thoát lần thai thoát buộc ràng. Thì ở đây thưa quý vị, một lần nữa thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị cái chữ sa hút. Chữ sa hút nó là một dạng tỉnh lược của cái chữ sa thú. Sa thú, sa thú có chữ D thì H ấy, mà xài chữ sa thú cũng được, cũng có nghĩa là lành thai, thiện thai đó, là tốt đẹp thai. Ở trong bài kệ thì cái vị trời này đã dùng cái chữ sa hút. Cho nên chúng ta phải hiểu cái đó là cái tiếng sa hút. Nó đồng nghĩa với chữ sa hút. Cho nên mai mốt mà các Phật tử chúng ta ở trong room á, khi nào chúng ta quan hỷ cái gì, chúng ta sa hút cũng được, mà hoặc là chúng ta để xa hút cũng được. Ai mà bắt bẻ, vị nào mà bắt bẻ quý vị đánh chữ sai, quý vị nói cái này ở trong cái bài kinh âm thất bài kinh âm tranh, bài kinh âm tranh có xài cái đó, nhưng mà không ai hỏi đâu thưa quý vị. Sao pháp lữ không xài chữ xa hút mà xài chữ xa thú? Bây giờ thì quý vị trở lại với cái ý nghĩa của bài kệ hôm nay đó, bài kinh hôm nay. Chúng ta cũng biết rõ là mẹ của Đức Phật là Hòa hậu Mahapaya. Và khi Ngài còn là vị thái tử đương triều, thái tử Siddhartha, thì vợ của thái tử là công nương Yashodhara.
Và Ngài có một đứa con là Rahula. Nhưng mà ở đây khi mà vị trời hỏi Đức Phật, Ngài không có am thắc phải chăng, thì Ngài nói rằng phải, ta không có âm thức. Ngài không có tổ ấm phải chăng? Ngài nói phải, ta không có tổ ấm. Ngài không có dây nối phải chăng? Phải, ta không có dây nối. Thì ở đây chúng ta phải hiểu như thế này. Đối với một vị A-la-hán đã đến chỗ giải thoát mọi hệ lụy của cuộc sống cư sĩ, cái hệ lụy đó mà người đời đó, thì họ cho rằng là cái hạnh phúc trong cuộc đời là có cái của mình, và đương nhiên là trong cái hạnh phúc ngã sở ngã đắc đó, là nó hiện tướng của cái sự dính mắc, của cái sự buộc ràng, của ái tham. Thì khi mà Ngài giải thoát thì Ngài không nói như vậy. Bởi vì cho nên có những trường hợp mà thí dụ như một cái vị bán thế xuất gia, một cái vị sư bán thế xuất gia, tức là có gia đình rồi mới đi vào xuất gia đó, thì khi mà cái người bạn đời cũng là một người Phật tử đi vào chùa, thì cái vị sư đó, vị sư cũ đó mới giới thiệu với chư tăng biết đây là bà bạn của con vân vân. Thì lúc đó chúng tôi ở trong chùa, chúng tôi nghe cái sư cụ giới thiệu vậy, chúng tôi liền nghĩ đến cái bài kinh Âm Tranh. Thật ra thưa quý vị, có những trường hợp như là công tử Suriya, khi mà ở tại Sawatthi đã có vợ và có hai đứa con, rồi công tử vì khởi lên một cái tà niệm, cái dục niệm đối với tôn giả Mahakacchana, nên đã biến giới tính thành nữ và hổ thẹn đi đến xứ Takasila, trốn qua xứ Takasila thì lại được một người đàn ông họ cưới làm vợ. Thế là bây giờ chúng ta gọi là tiểu thơ Suriya. Khi mà có gia đình ở Takasila có hai đứa con, vì xấu hổ cho cái thân phận của mình, có một đời vợ và có một đời chồng, có được bốn đứa con, cho nên sau đó gặp được người bạn cũ ở tại Sawatthi, đi đến xứ Takasila một vài công chuyện, thì tiểu thư Suriya mới đem cái chuyện thầm kín của mình biến giới tính ra, phải bỏ xứ mà đi, nói cho người bạn nghe. Người bạn ngạc nhiên và sau đó thông cảm, mới hướng dẫn cho nàng
hãy đi đến tôn giả Makacchana, ngài đang du hành ở tại Takasila này, để mà sám hối. Sau khi thành tâm thành ý sám hối lỗi lầm thì trở lại cái giới tính ban đầu là nam tính. Chư giá đã từ giả ông chồng của mình để xin được đi xuất gia. Là sau khi xuất gia xong đó, các vị tỳ kheo biết câu chuyện đi đến hỏi thì khu Suriya là ngài thương con của ngài đẻ ra hay là thương con của người vợ đẻ ra. Thì lúc ban đầu ngài nói đương nhiên con của mình banh da xẻ thịt đẻ ra thì mình phải thương hơn chứ. Rồi các vị tỳ kheo cứ hết vị này đến vị kia cứ hỏi thế. Sau đó thì khu Suriya chán nản liền ẩn cư độc cư trong rừng sâu và chẳng bao lâu chứng được A-la-hán. Khi đã chứng A-la-hán rồi thì có một dịp ngài đi đến làm lễ Bồ Tát với chư tăng ở tại cái ngôi chùa. Các vị tỳ kheo gặp sau khi chào hỏi xong mới hỏi câu hỏi như trước đây, thì ngài nói trước là như vậy, bây giờ thì không có thương ai hết, không thương con nào hết, không thương con của mình đẻ hay là con của mình vợ đẻ. Thì các vị tỳ kheo cho rằng vị này khoe pháp bậc công nhân mới đem trình với Đức Phật. Đức Phật nói xác nhận rằng cái sự ái biến đối với con cái bây giờ đối với một bậc đoạn lậu thì không còn được. Và vì vậy cho nên đối với Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, là vị đã hoàn toàn thanh tịnh, cắt đứt đoạn tận ngũ phiền não, thì còn nói gì nữa, thì làm sao có thể được. Mặc dù cái bổn phận là cái sự tri ân đó, thì ngài vẫn làm bằng cách là đối với mẹ ngài, sau khi sanh ngài ra được 7 ngày thì mẫu hậu Mahabaya đã băng hà sanh được cõi trời, thì ngài cũng nhớ cái ân đó, ngài đi về ngài tiếp độ cho phụ vương và mẫu hậu, ngài tiếp độ phụ vương chứng đạo quả La Hán viên tịnh niết bàn, rồi vào cái hạ thứ 7 ngài lên cung trời Đau Lợi để ngài thuyết tạng vi diệu pháp, để ngài tiếp độ vị thiên tử là hậu thân của mẹ ngài chứng quả Tu Đà Hoàn. Đó như là đã hoàn tất, đã trả xong cái công ơn đó. Còn đối với người bạn đời trước kia thì sau này công chúa Gia Du Đà, công nương Gia Du Đà La đi xuất gia tỳ kheo ni cũng chứng A-la-hán quả, rồi rong lá thì ngài cũng tiếp độ cho xuất gia từ khi 7 cho đến lúc trưởng thành chứng A-la-hán quả. Thì đối với các bậc thánh đó được xem như là bây giờ không còn nghĩ tưởng đến người thân ái ở trong gia đình nữa, mà ngài là một bậc đạo sư và họ chỉ là một vị thinh văn Savaka. Savaka là bậc
đệ tử nam, còn Savita là đệ tử nữ, là Thinh Văn, nữ Thinh Văn, nam Thinh Văn thôi. Chúng ta đừng có ngạc nhiên hỏi tại sao mà cái, tại sao mà đối với các vị, một là sau khi đã xuất gia rồi là không có cái sự thân ái với người ở trong gia đình, hay là đối với các bậc đã được giải thoát, đã thoát rồi thì đối với các ngài cái chuyện đó không phải là cái chuyện mà phải nhắc lại, không cần phải nhắc lại. Thì Khuni Thammadina và Thiện Nam Quý Sa khác, trước kia ngoài đời cùng cư sĩ họ là vợ chồng, nhưng mà Quý Sa khác là một Thiện Nam chứng quả A-la-hàm, và Thammadina xuất gia là tỳ kheo, là một vị A-la-hán, là một vị thánh ni, là một vị pháp sư. Thì lúc đó đó Thiện Nam Quý Sa khá đi đến hỏi đạo, thì tỳ kheo ni đó với tư cách là một vị xuất gia trả lời cho một Thiện Nam. Thì như vậy thôi, thứ không có chuyện gì, hoàn toàn là các bậc thánh, các ngài không có nghĩ tưởng tới, không còn cái mối liên hệ nữa. Chúng ta phàm phu, chúng ta nhìn vào, chúng ta nói như vậy vô tình quá. Nhưng thật ra đó, thì thưa quý vị, cái hữu tình của phàm phu chúng ta mới sanh ra những cái chuyện rối ren, cái nào ra cái đó. Cho nên chúng ta không có lấy làm ngạc nhiên khi mà Đức Thế Tôn ngài trả lời. Thật sự ta không có tổ ấm, tức là không còn dính mắc cái tình mẫu tử nữa, không có mẹ. Ta không có âm tranh. Thật sự ta không có tổ ấm, tức là ngài không còn dính mắc thương tình nữa đối với người bạn đời. Ta không có dây nối, là ngài không có dính mắc với đứa con trai thân yêu. Cho nên ngài mới trả lời gì? Tại sao vậy? Là bởi vì ngài đã thoát khỏi cái dây buộc. Cái câu thứ tư đó thưa quý vị, câu thứ tư tăng hăng mê, tắc khác mũ tâm hí văn thà na, ta đã thoát khỏi dây trói buộc. Rồi cái câu thứ tư này là để cho biết ba câu trên tại sao ngài phủ nhận là như vậy. Bởi vì nếu như mà ngài nói không, ngài không có an thất, tức là không có mẹ, ngài không có tổ ấm, tức là không có vợ, ngài không có dây nối, là không có con. Nói như vậy nếu người khác biết thì người ta biết khi ngài còn ở tại gia cư sĩ, ngài còn ở tại Cấp Tỳ La Vệ là thái tử Siddhartha, thì ngài cũng có, cũng có mẹ, có vợ, có con gì. Nhưng mà ở đây khi ngài nói rằng tắc khá mua tâm hí văn thà na, ta đã thoát khỏi, chữ mua tâm hí là mua tô và chữ âm hí, quá khứ phân từ mua tô với cái động từ trợ động từ âm hí, thì có nghĩa động từ quá khứ. Hai chữ này ghép lại mới đi, nó trở thành động từ quá khứ, là ta đã thoát khỏi. Thay vì nói
Mút chinh, ta đã thoát, thì nói mút tâm cũng được. Trong tiếng Bali xài được như vậy, xài một cái động từ âm hí, động từ tu vi nhé, ghép với một cái phân quá khứ phân từ mút tô, thì trở thành động từ quá khứ. Tại sao Ngài không có? Ngài nói rằng Ngài không có mẹ, không có vợ, không có con, là tại vì Ngài đã thoát khỏi sợi dây trói buộc, tức là thoát khỏi sự ái, thoát khỏi cái sự ái, ái tham, tanh hằng mê bruhi panthanang. Thì ở đây chúng ta phải hiểu trong trường hợp này, Đức Thế Tôn Ngài đã trả lời như vậy vì cái ý đó. Chúng ta thêm một vấn đề khác nữa là ở trong bài kệ này, vị trời hỏi Đức Phật: trong một cái ý nghĩa gọi là ám dụ, thì Ngài đã trả lời cũng theo cái cách ám dụ. Và cuối cùng thì vị trời đó đã hỏi Đức Phật mới giải thích cho nghe cái ý nghĩa của cái từ màu ta, của chư thiên đó hỏi, của vị trời đó hỏi. Thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ở đây chúng ta cần phải hiểu trong cái cách tu tập của chúng ta, ngày nào mà chúng ta chưa thoát khỏi ái, là cái sợi dây trói buộc, còn nghĩ tưởng đến người thân, đây là cha của ta, đây là mẹ của ta, đây là vợ của ta, đây là con của ta, đây là anh chị em của ta, đây là họ hàng quyến thuộc của ta, thì khi đó là chúng ta còn bị khổ nhiều. Chúng ta còn bị khổ. Trong bài kệ Pháp Cú, Đức Phật này có dạy câu như thế này: con ta, tài sản ta, người ngu nghĩ như thế nên sanh ra u não. Con đâu, tài sản đâu, bởi vì chính bản thân này, cái ngũ quẩn này, danh sắc này, nó vốn là vô thường, trong cái nghĩa gọi là sanh rồi phải diệt, có sanh có diệt. Và trong cái vô thường đó, bị sanh diệt áp bức nên nó được gọi là khổ. Pháp hữu vi là khổ, ngũ quẩn là khổ. Và khi mà ngũ quẩn là vô thường, khổ, nó tiếp nối sanh diệt do duyên, do sắc na sanh diệt, thì như vậy không tìm được cái cốt lõi asara, không tìm được cái cốt lõi, tức là cái tự ngã, cái bản ngã, thì như vậy gọi là anatta. Mà ngũ quẩn này là anatta, là vô ngã, thì như vậy
Tại sao kẻ phàm phu chúng ta lại còn nghĩ tưởng đến người thân của tôi, con của tôi, tài sản của tôi, vân vân. Và chính vì vậy cho nên kẻ phàm phu mãi mãi bị cái sự khổ đau do cái sự dây trói buộc. Ở trong cái ý nghĩa này nè, thì một điều mà chúng ta cần phải lưu ý là khi mà chúng ta thoát khỏi sự dây trói buộc, tức là ái, và như vậy không còn sống trong ăn thất, không còn sống trong tổ ấm, không còn cái sự dây nối dỗ, thì trong trường hợp này mới có cái sự an lạc, mới có sự hạnh phúc. Cái hạnh phúc của bậc thánh giải thoát là cái hạnh phúc không có gì cả, chứ không phải là cái hạnh phúc có. Khi Đức Thế Tôn vào buổi trưa, Ngài đang ngồi nghỉ trưa ở dưới một gốc cây, thì Bà La Môn Hát Thất Cá Bà La Môn Hát Thất đi đến hỏi Đức Phật, thấy có vẻ Ngài thông dung tự tại, hỏi Ngài có an lạc không. Ngài nói: ta được gì mà an lạc? Hỏi Ngài có hạnh phúc không? Ngài nói: ta được gì mà hạnh phúc? Rồi ông ta mới hỏi rằng: nếu Ngài không hạnh phúc vậy, Ngài có đau khổ phải chăng? Ngài nói: ta mất cái gì mà phải bị đau khổ? Thì Bà La Môn đó mới tán thán Đức Phật: Ngài là một người thật sự hạnh phúc. Không có cái để vui, không có bị mất để buồn. Không có được để vui, không bị mất để buồn, thì như vậy là thật sự hạnh phúc. Thì thưa quý vị, chừng nào mà chúng ta đạt đến cái cảnh giới đó thì chúng ta sẽ hiểu được Đức Phật là như thế nào, chư vị A-la-hán như thế nào, các bậc thánh giải thoát như thế nào. Chúng ta hiểu được đó. Chúng ta nhớ là có một vài người sau khi mà họ xem cái phim Tây Du Ký thì họ ngao ngán quá, họ nói họ không có thích kết cục. Hỏi sao không thích? Nói là hồi còn đi Tây Phương thỉnh kinh đó, thì đi chỗ này chỗ kia, có vui có buồn, rồi có đánh nhau với ma quỷ này kia mới vui. Đến chừng lên được trên gặp Phật Tổ rồi, chứ Đức Phật này, Đức Phật Tổ này phong cho là vị Phật này vị Phật kia đấu chiến thắng Phật vân vân. Như vậy cứ thấy cái Phật Tổ ngồi đó, rồi các vị A-la-hán, các vị Bồ Tát ngồi chung quanh đó, ở trên chỉ là mây thôi, đâu có gì để vui. Thật sự cái tâm trạng của kẻ phàm phu chúng ta là như vậy. Chúng ta nghĩ rằng phải có cái gì đó chúng ta mới được, chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là phải có cái gì đó, chứ chúng ta không chịu chấp nhận hạnh phúc là không có cái gì. Có một người đến hỏi Đức Xá Lợi Phất: thưa tôn giả,
có cái hạnh phúc nào không cảm thọ, không có cảm thọ. Thì Ngài nói chính vì không còn cảm thọ, cái đó mới là chân hạnh phúc. Cái câu nói đó đó thưa quý vị, phàm phu của chúng ta hay là một người mà không có trí tuệ học Phật Pháp đó, chúng ta không có cảm nhận được đâu. Chúng ta không có cảm nhận được. Chúng ta cũng giống như một người mà thích gãy ngứa vậy đó. Mỗi lần mà ngứa lên mà đưa tay lên gãi, nó đã lắm thưa quý vị. Nhưng mà rồi lúc nào cũng bị ngứa, lúc nào cũng đương nhiên là gãi phải đã ngứa. Nhưng mà đã ngứa thì cảm thấy sướng trong lúc đó, nhưng mà rồi sau đó thì bắt đầu khổ mà không hay. Đến khi mà đi đến là thầy thuốc bác sĩ cho thuốc, nhưng mà người đó mới hỏi rằng: thưa bác sĩ, uống cái này rồi còn được cái trạng thái đã ngứa không? Thì thưa quý vị, ông bác sĩ cũng chịu bó tay, nghĩa là trị cho hết ngứa là an lạc. Chứ còn nếu mà trị cho hết ngứa mà còn cái trạng thái gãi đã ngứa thì thôi đừng uống thuốc làm chi. Cho nên ở đây những điều mà trình bày để cho ta hiểu cái hạnh phúc của thế gian là phàm phu chúng ta nghĩ tưởng rằng phải có cái gì đó. Chứ còn nếu mà không có cái gì đó thì làm sao mà được gọi là hạnh phúc. Thì ý nghĩa ở trong bài kệ, trong bài kinh hôm nay chúng tôi xin được trình bày như vậy. Còn cái vấn đề mà chúng ta tự chọn cho mình một cái sự hạnh phúc không có gì cả, hay là một cái sự hạnh phúc có được, thì cái đó là do tự chúng ta chọn. Chứ tôi xin trước lời ở đây. Và bây giờ thì xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều họp chương trình thảo luận. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng cầm mít ra đạo tràng, rất là lắng con kính nhân mít đến sư. Nam Mô Bụt Thầy. Sư Từ Tri vừa
báo cho chúng tôi biết là quý vị có nghe rõ không? Là Thượng tọa Giác Đẳng đang ở trong phòng mạch của bác sĩ để khám bệnh, nên phải nhờ cho tôi điều hợp. Không biết giờ này Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tự Quyền, hai vị có mặt ở trước máy không ạ? Xin hỏi, giờ có Thượng tọa Pháp Đăng rồi. Còn Thượng tọa Tự Quyền có mặt trước máy không? Mùi tốt quá, xa thú. Thượng tọa Giác Đẳng có soạn cho các cái câu thảo luận thì trước hết thì xin thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng Quan Hỷ trả lời dùm cho cái câu thảo luận số 1. Khi đạt đến cứu cánh giải thoát thì người con Phật ngoài cái không thì có cái gì gọi là cái có? Cái câu hỏi này thì nó hơi lầm vào một chút. Tức là có cái gì gọi là cái có? Thì Thượng tọa Pháp Đăng hiểu câu hỏi đó, Thượng tọa Quan Hỷ chia sẻ cho đại chúng được nhiều lời ở trong cái câu thảo luận này. Xin thỉnh Thượng tọa. Alo. Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Thiện Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Tề Quyền, Thượng tọa Minh Hạnh, vị Đức Tề Tri Sư Nguyên Thông cùng với chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý bạn cô tu nữ, thân chào Phật tử. Nếu mà đem cái câu này mà trả lời như xong văn luận thì cũng được mà thực là sư phụ. Nếu rằng nói khi đạt đến cứu cánh giải thoát thì người con Phật ngoài cái không thì có cái gì gọi là cái có? Thì nếu mà mình nói theo cái luận của Phật giáo đó thì mình không có phiền não, và mình có đó là đạo quả niết bàn hay là các cái tầng thánh. Ví dụ chúng ta thấy rằng mình không có luân hồi quá 7 kiếp đó, không có luân hồi quá 7 kiếp thì mình có đạo tu đồ quần, bát chi đạo trong tâm đạo tu đồ quần và tâm quả tu đồ quần, trở vị thành vị thánh nhập lưu. Như vậy thì chúng ta biết rằng nếu mà nói không thì chúng ta cũng biết rằng không là không có những cái phiền não hay là không có những cái khổ đau. Ví dụ một cái vị thánh tu đồ quần không có rơi vào địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula. Vị thánh tu đồ quần có luân hồi trời người không quá 7 lần. Như vậy thì cái không có nó hoặc là mình nói rằng vị thánh tu đồ quần thì không bao giờ phạm ngũ giới, hay là vị thánh tu đồ quần thì không bao giờ giết cha giết mẹ, chích máu Phật, làm chích máu Phật, giết bậc A-la-hán hoặc là chia rẽ tăng. Hay là một vị thánh tu đồ quần thì không bao giờ tôn thờ một vị đạo sư nào ngoài Đức Phật. Và vị thánh tu đồ quần thì cũng không bao giờ tôn thờ vị tăng nào ngoài chư tăng bát tu hành theo bát chánh đạo. Nhìn vào đó thì thật sự đó thì cũng, mà nếu mà nói thì nói cũng rất là nhiều cái là nói về cái có và nói về không, có nghĩa là không tôn thờ một cái vị đạo sư nào ngoài Đức Phật, cũng không có tôn thờ
tăng bảo nào ngoài tăng bảo mà của Đức Phật, cũng không bao giờ thực hành theo cái tà pháp nào ngoài cái chánh pháp bát thánh đạo của Đức Phật. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái vị thánh tu đầu vườn đó thì rất là đặc biệt quý vị. Có thánh đạo thánh quả đó thì làm cho cái vị đó có cái khả năng rất là đặc biệt. Dù là chúng ta thấy như ông Sắc Bá Bút Thá, thì giác cùi đó, khi mà giác ngộ tu đầu vườn được Đức Phật thuyết pháp rồi mà giác ngộ rồi đó, thì dù là ma vương có hiện ra hình Đức Phật có nói, nhưng mà ông Sắc Bá Bút Thá cũng vẫn biết đó là ma vương chứ không phải là Đức Phật. Vì chúng ta thấy một người mà họ có thần thông, họ biến hóa, cũng có hào quang, cũng có tướng hảo như Đức Phật, mà cái vị thánh tu đồ quần vẫn nhận diện được, biết đây không phải là Đức Phật xuyên qua cái lời nói. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái vị thánh tu đồ quần thì không bao giờ tin tin về cái việc mà năm tháng ngày giờ hên xuôi mai rủi sau này sau kia, hay là tôn thờ bà này ông nọ độ mạng, không có còn đâu quý vị. Như vậy thì nhìn chung vào đó, vị thánh tu đồ quần đó thì không bao giờ tin rằng ai nói mình không có già bệnh chết, vị đó không bao giờ tin hết đó quý vị. Biết rằng cái việc sanh là việc tử là cái việc đương nhiên, việc sanh, việc già, việc chết là việc đương nhiên, không có thể nào mà có khác được. Nhiều khi quý vị thấy một người họ có thể tin Tây Phương Cực Lạc có một vị Phật nào đó thường tồn bất biến. Điều đó vị thánh tu đồ quần không có đâu quý vị. Vị thánh tu đồ quần không bao giờ tin cái vấn đề đó. Và vị thánh tu đồ quần biết rằng cái khổ đó từ trong ngũ uẩn này mà có, không ngoài cái ngũ uẩn này. Giống như biển, có nước biển thì có sóng biển. Nếu mà không có muốn những cái trận sóng thần làm khổ chúng sanh đó, thì không có nước biển. Thì cũng như vậy, cái thân ngũ uẩn có đó là nó là cái khổ, cái khổ. Bởi thường thường quý vị thấy không, bây giờ chúng ta thấy rằng một cái người mà mình còn ăn á, mình còn ăn á, thì còn phải có vật thực, rồi cần phải có cái chỗ mà đại tiện tiểu tiện, hoặc là chỗ ngủ nghỉ, chỗ tắm rửa, chỗ giặt giũ, chỗ phơi, rồi đường xá mình đi. Nhiều khi chúng ta cũng suy nghĩ, quý vị biết rằng có những lần mà Đức Phật Ngài nói, ví dụ như là cái Batali đó, là muốn xây dựng một cái thành phố bậc nhất á, thì Đức Phật Ngài nói rằng ở đó nó sẽ có ba cái hiểm họa, nước, lửa và ly giác. Nên nhiều khi mình thấy chỗ nào hệ đông người đó thì không có nước đủ mà xài. Ví dụ chúng ta thấy như Cali vậy đó, có nhiều lúc không có nước để xài, hay là nước bị hạn chế, cây cối cỏ đồ bị héo do không có nước để tưới. Như vậy thì chúng ta biết rằng hễ mà rồi cũng có lúc đó là chúng ta nhìn vào những cái thành phố, những cái con kênh mà nước đen ngòm á, chẳng qua là nhiều người ở san sát với nhau, mỗi người đổ ra một ít nước bẩn của mình, hay là nước hầm cầu từ trong cái hầm của mình chảy ra đường kênh, hoặc là mình tiểu tiện đại tiện, tắm rửa rồi mình nấu nướng, rồi mình chà nồi chà son, rồi mình dùng thuốc tẩy này kia nọ, dùng xà bông giặt áo quần, rồi mình đổ ra cái kênh nước, cứ một người một chút mà cái kênh nước nó trở thành dơ kinh khủng luôn. Nên nhiều khi chúng tôi cũng thường suy nghĩ những cái gì mà Đức Phật Ngài nói về khi mà ở đông nó có ba cái hiểm họa: nước, lửa và ly gián. Nước ở đây mình có thể hiểu là nước, nước thiếu nước xài, thiếu nước sạch, ô nhiễm nước, hoặc là nước ở đây là bị ô nhiễm nước, nước thải ra cái mùi hôi thối mà mình phải chịu thôi quý vị. Lửa là gì? Khi ở đông như vậy quý vị thấy hệ cháy một cái là cháy rất là kinh khủng. Và nhiều người xài điện, xài lửa, nên cái sự xảy ra quả rất là đương nhiên thôi quý vị. Điều đó nên nước, lửa và ly giác. Đông người đó thì mình nói xấu người này kia để mình được. Nhiều khi mình thấy trong gia đình cha mẹ mà có đông con đó mà không có đạo đức đó, thì đứa con nó cũng phải ly gián đứa này đứa kia với cha mẹ, đừng có thương, để thương nó.
Thậm chí chúng tôi nghe mà mình thấy cũng xót xa. Người anh á, giết đứa em mới có 3 tuổi thôi. À, vì sợ đứa em nó lớn lên á, đất chia ra. À, nên á, người anh nhẫn tâm mà giết đứa em mới có 3 tuổi. Nó chưa biết gì hết quý vị. Nó chưa biết gì. Nhưng mà muốn giết nó để thủ tiêu nó, để mình được cái thừa hưởng cái đất đai đó, quý vị thấy. Bởi nhiều khi chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng nước lửa và ly gián đó là những cái thành phố đông, những cái chỗ đông người, hễ có đông người thì có đô thị phồn hoa đó, thì có nguy hiểm của nước, nước thải và nước sinh hoạt thiếu thốn. Lửa là lửa từ sự bất cẩn của nhiều người, và lửa mà cháy đó thì cái nhà san sát với nhau nó cháy rất là kinh khủng quý vị. Ly gián là chúng ta thấy ở đông á, thì có cái sự chia rẽ với nhau, nên nói mình muốn được một cái chuyện việc làm nào đó thì mình phải dùng cái cách để mình nói mình tốt, và nói cái cách cho người ta biết là người đó xấu hoặc là người đó như thế này thế kia, để mình có được cái công ăn việc làm của mình. Nên nó thật sự ra nhìn vào những cái lời dạy của Đức Phật đó, thì mình thấy hãy có thân ngũ uẩn thì có khổ. Không thể nào mà có cái thân ngũ uẩn mà không khổ. Bởi quý vị thấy không, giờ quý vị cứ để ý đi, mình làm thiếu thốn, ăn thiếu thốn thì ốm o, mà ăn dư chất thì tiểu đường bị mỡ trong máu, rồi thiếu vận động xương khớp, rồi thậm chí mình sống mà thiếu nắng, con người của mình, xương của mình nó cũng bị yếu đi, nó cũng bị mục yếu đi. Bởi thường thường quý vị biết rằng nhiều khi mình nghĩ rằng mình sống một vùng nào đó không có nắng thì nó không có hấp thu canxi được. Dù mình có uống thuốc canxi nhưng mà cũng không hấp thu được. Nó phải có ánh nắng xuyên qua da đó, mình mới hấp thu được cái xương của mình nó mới tốt được quý vị. Nhìn như vậy chúng ta thấy rằng thật sự có cái thân ngũ uẩn là có bao nhiêu cái nỗi khổ. Có lẽ là chúng ta càng lớn chúng ta càng có cái cảm nhận này. Chúng ta càng lớn chúng ta còn có cái cảm nhận này. Và chúng ta càng lớn nhiều đó, chúng ta nhìn thấy đó, chúng ta mới càng sợ hãi. Thật sự là như vậy quý vị, càng lớn. Bởi vì chúng tôi có nhiều lúc đó, chúng tôi có nghe một số Phật tử họ ở bên những cái nước mà suốt mấy tháng trời không có thấy mặt trời. Họ bị những bệnh xương khớp. Dù là họ uống thuốc canxi nhưng mà cũng không, vì họ uống thuốc mà nó hấp thu được cho xương, mà cần phải có ánh nắng. Có ánh nắng, phải có ánh nắng để hấp thu được. Như vậy thì chúng ta nhìn vào nó, thật sự con người của chúng ta đó, chúng ta thử nghĩ thôi. Có nhiều khi mình cũng rất là mâu thuẫn quý vị. Mình làm cực khổ, mình nghĩ lúc nào sung sướng thì mình bị mập béo lên, rồi mình phải bị tiểu đường, rồi bị mỡ trong máu, rồi đủ thứ chuyện hết á, đủ thứ chuyện hết. Cơ thể mình nặng lên, xương của mình nó yếu đi, rồi nó đau khớp, đau đầu đủ thứ hết á. Bởi vậy nhìn vào đó, thật sự đó, mình càng nhìn thẩm thấu lời dạy của Đức Phật đó, rồi mình mới thấy thật sự đó, có cái thân ngũ uẩn là có khổ, không có cái thân ngũ uẩn là không có khổ. Bởi vậy có cái thân ngũ uẩn là khổ, nhưng bây giờ mình muốn dứt trừ ngũ uẩn thì phải có được cái tâm đạo, cái tâm đạo tu đầu quần, do cái năng lực giới định tuệ để chứng ngộ được tu đầu quần đạo, tu đầu quần quả, chứng ngộ được Niết Bàn lần thứ nhất. Chỉ có như vậy đó, mình có những cái thánh đạo này mới không rơi vào bốn đọa xứ, không làm người giết cha giết mẹ, hay là không làm người giết bậc A-la-hán, hay là chích máu Phật chia rẽ tâm. Nhưng mà chúng ta mà không có đạt được cái, chúng ta không có tâm đạo tu đồ quần đó, thì cái chuyện mà chúng ta vẫn có thể làm được chuyện đó. Chúng ta thấy một người như đều đa đạt được bát thiền ngũ thông mà vẫn phải hại Đức Phật, vẫn lăn đá đè Đức Phật, vẫn chia rẽ tăng, vẫn vì danh vì lợi. Chúng ta nhìn thấy rất là kinh khủng quý vị. Có nhiều lúc chúng ta tự suy nghĩ đó, một cái người đắc thiền như vậy rồi mà còn cái giả tâm như vậy. Khi mà cái giả tâm nó không dứt, tham ái chưa dứt trừ đó. Bởi vậy tham ái tỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, cúng dường người ly tham như vậy được phước lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, cúng dường bậc ly si như vậy được phước lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người ly dục như vậy được phước lớn. Bởi vì tham sân si dục á, dứt rồi thì quý vị thấy rằng cái phiền não chúng ta không có đó, thì chúng ta có cái
niết bàn, có đạo quả. Nhưng mà chúng ta có cái ngũ uẩn đó, thì quý vị cứ nhìn thấy ngũ uẩn đi, thì quý vị càng sống, quý vị càng thấy. Bởi vì có những lúc mà chúng tôi tự suy nghĩ đó, bây giờ mình già đi rồi, có con, rồi có cháu, mà con cháu của mình nó không lo cho mình cũng ỉa đái, từ từ trong thân mình ỉa đái ra, thì mình nằm ở trên phân, trên nước tiểu của mình. Nên nhiều khi quý vị thấy mình đi đi tụng kinh cầu an, đi thuyết pháp cho những người già đó, có những lúc mà chúng tôi vào cái chỗ của người già đó, nghe mà cái người đó mà thật sự là một cái mùi, không có một cái mùi đó, thì chúng tôi cũng biết rằng những đứa con, những đứa cháu đó rất là cực khổ để giải quyết cái việc mà ô uế từ mồ hôi rồi từ nước tiểu phân, phải giải quyết triệt để mới không có cái mùi hôi đó. Còn không thì vô, nhiều khi mình thấy mùi hôi đó, mình thấy mình rất là khó chịu quý vị, cái mùi hôi. Thậm chí chúng tôi có những lúc mà chúng tôi đi đi tụng kinh đó, có những người mà họ chết đó, mà bị chuột móc mắt quý vị, chuột nó ăn con mắt. Chúng tôi nghĩ hỏi ra đó, ông này cũng có 4-5 đứa con trai, nhưng mà về già rồi con cái nó hơi cực khổ chút xíu, rồi nó tự ở trong rẫy, trong vườn, có cái nhà để cho ông ở, cơm nước đem về cho ăn vậy. Rồi có lúc mà lại quên, rồi có lúc là ông già bệnh như vậy mà chết, cái chuột nó móc mắt, chúng tôi nhìn thấy máu chảy, thì chúng tôi biết rằng cái ông này lúc đó là ông chết như vậy đó, là chưa hẳn là chết vì máu còn chảy, mà bị chuột đó nó móc như vậy. Mình nhìn những cái cảnh đó mình mới thấy thật sự con người mình cái gì già rồi, có con, có cháu, có đệ tử, rồi phải có phước nữa, nó không phải bỏ mình kìa. Vì còn nếu mà nó bỏ mình đó, thì mình cũng rất là thảm quý vị. Nhìn như vậy đó, càng lâu càng lớn đó, mình mới thấy được lời dạy của Đức Phật, có cái thân ngũ uẩn là có bao nhiêu cái sự khổ. Đừng mong cầu rằng có cái thân ngũ uẩn không có khổ. Mình không có khổ vì mình có phước đó. Mình gọi là có phước đó, nó che chắn cho mình, chính cái phước nghiệp thiện nó che chắn cho mình, chứ không thì mình cũng thê thảm. Như vậy á, nhìn vào cái không có đó, mà quý vị nhìn nhận cái ngũ uẩn á, càng sống lâu á, mình càng nhìn nhận cái ngũ uẩn, mình suy xét nhiều, mình mới thấy cái thân này là quá thật là khổ. Ăn không được á, thì phải tìm thuốc cho ăn là được, rồi ỉa không được á, phải tìm thuốc cho ỉa được, uống không được á, phải tìm thuốc uống cho được, rồi tiểu tiện không được phải tìm thuốc cho tiểu tiện được, ngủ không được phải tìm thuốc uống cho ngủ, mà ngủ nhiều quá cũng sợ phải tìm cái thuốc uống cho đừng ngủ, mập quá thì cũng phải tìm thuốc uống cho nó ốm bớt, mà ốm quá đó phải tìm thuốc cho nó mập lên tí xíu. Nên chúng ta thấy rằng cái con người chúng ta thật sự là bao nhiêu cái nỗi khổ, nếu chúng ta chịu khó suy nghĩ đó thì chúng ta mới thấy được điều này. Nên theo con nghĩ rằng một người mà khi mà thường quán xét lời dạy của Đức Phật đó, họ thật sự nhìn nhận cái ngũ uẩn này đó, thì họ thấy rằng giống như là có nước biển thì có sóng thần nhận chìm rồi giết hại bao nhiêu người, thì do cái sóng thần này nó có, thì do biển nước mà có. Cũng như con người có cái thân ngũ uẩn thì làm khổ mình, khổ người, không có thể nào nói không được. Nên nhiều khi chúng tôi cũng đi đám ma quý vị, chúng tôi để ý á, những cái đám ma mà tới không thấy ai khóc hết á, thì mình rõ ràng biết là cái người bị bệnh rất là lâu rồi, con cái bây giờ nó mòn mỏi quá rồi, thậm chí nó kêu, nó nói thỉnh chư tăng tụng kinh cho ổng chết đi, bả chết đi cho rồi. Mình nghe thì mình biết là người này nằm bệnh mà nằm lâu quá đó, mấy người này mòn mỏi hết rồi, cái tình thương nó không còn nữa quý vị. Mình nói là cái tình thương nó không còn nữa. Rồi có nhiều người mà khi chết đó, người ta khóc dữ lắm, là người này làm cho đời rất là nhiều, đột ngột cái chết đó, nên người ta khóc rất là dữ quý vị. Vì người ta nghĩ còn nợ cái ân tình gì của người chết đó. Nhưng mà có nhiều người đó, khi mà họ chết đó, thì không còn ai khóc nữa đó, tại vì cái ân tình không còn nữa. Còn nói gì cái người tu quán vô thường thì lại khác quý vị. Nhưng mà ở đời là như vậy đó. Mình đi tới chỗ cái đám tang nào đó, mình thấy không có ai khóc hết, mình biết rằng ông này ông bệnh rất là lâu, bà này bệnh rất là lâu, cũng con cái cũng mòn mỏi, tình thương cũng hết rồi. Cũng có những cái người mà ở ngoài đời khi họ chết thì người ta khóc dữ lắm, tại vì làm cho họ rất là nhiều, đột ngột bỏ ra đi, nên họ mới khóc nhiều như vậy. Thì trong cái
cái câu thảo luận số 1 thì con xin xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa Tề Siêu trở lại để hỏi thượng tọa Tề Quyền. Dạ. Yeah. Xin thay mặt đại chúng kính chân thượng tọa Pháp Đông. Dạ kính bạch thượng tọa Quyền, không biết là thượng tọa có chức máy không ạ? Dạ một lần nữa xin hỏi thượng tọa Tề Quyền và thượng tọa có chức máy không ạ? Dạ. Dạ con kính cung thỉnh thượng tọa Tề Quyền trả lời câu hỏi thứ hai, và mình vẫn còn ba câu thảo luận nữa. Sau câu trả lời số 2 thì con kính thỉnh thượng tọa tiếp tục điều học phần còn lại. Dạ con kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Giờ thưa quý vị nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và đến chúng tăng, kính lễ đến thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Minh Hạnh, để Đức Tuệ Tri, Sư Minh Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ câu hỏi rằng khát khao sanh hữu có phải là động lực của nghiệp hữu? Dạ đúng, đây chính là chính xác như vậy. Từ cái ước muốn tái sanh nó làm động lực cho nghiệp dẫn dắt. Thật sự ra nó sinh hữu ở đây á, hữu có mặt ở đây á, tức là sự ước muốn nó xem như là một hành trong tập nhị duyên khởi. Hành nó chính là hành ở quá khứ, cho nên tác động đến cái nghiệp hiện tại. Thì cái sinh hữu này, như chúng ta muốn sanh về các cõi trời, cõi người, cõi chư thiên vân vân, thì cái hành trong coi như phúc hành và bất động hành nó dẫn dắt chúng ta, hay ngay cả luôn cái phi phúc hành, tức là chúng ta ước muốn đi cảnh giới nào nó sẽ đi đến cảnh giới đó. Thường thì chúng sinh do vì chúng sinh ước muốn, cũng ước muốn tìm cái sự tốt đẹp của chính mình. Mà chúng sinh, ví dụ như chúng sinh muốn mình được tốt đẹp, mình muốn như thế này thế kia, nhưng điều mình hành động á, hành động một cách ác, chẳng hạn như là chúng ta mê tín á, thì chúng ta ước muốn được cái này đi về cái cõi giới kia, chẳng hạn như là nó cũng là một cái ước muốn. Đầu tiên thì cái ước muốn đó thì nó cũng dẫn đến cái nghiệp cho chúng ta sanh về cái cõi khổ. Như là ý muốn nói rằng, thí dụ như một số tôn giáo mà cho rằng giết người sẽ được về với Thượng Đế, về với coi như là hòa nhập với được phong thánh vân vân, thì tất cả những cái cách mà tạo tác như vậy đó chính là một ý niệm như vậy, nhưng họ sanh không được, bởi vì chính là hành đó hành ác. Đó chính là phi phúc hành. Còn phúc hành, hành động tốt đẹp như chúng ta bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ vân vân, sau khi chết chúng ta sẽ muốn sanh về cái cõi cảnh giới lành, thì chúng ta sẽ được sanh về cảnh giới lành. Hay chúng ta tu tập các thiền chứng để nó sanh về các cái cõi thiền, để chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì chúng ta cũng được sanh về cái cõi giới đó. Đây là giá trị sự thật. Bởi vì với ước muốn sanh về cõi sơ thiền, vị ấy tu tập sơ thiền, rồi vị ấy tiến tới, vị ấy tu tập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sanh về các cõi sơ nhị tam tứ thiền đó, và ngay cả không biên thức vô biên vô số vi tự xứ, rồi cõi vô sắc, chúng ta cũng sẽ đi về đó. Là do khát khao của nghiệp hữu này, nó dẫn sanh hữu này, nó dẫn đến cái nghiệp hữu, chính là ra nghiệp hữu đây chính là quả tái sinh của chúng ta ở cõi giới nào đó, và thế là cái nghiệp này nó làm nhân làm duyên cho chúng ta ở trong cái hiện hữu đó. Có thể nói hành và hữu này nó là một tác động lớn để tất cả nghiệp hữu khởi sanh lên, nó thừa kế, nó truyền lại, nó thụ hưởng lại
cái sanh hữu hay là cái hành mà chúng ta đã tạo tác. Bây giờ quý vị nghe pháp để mong chúng ta có một trí tuệ, thì đó chính là cái nhân sanh trí tuệ này để đời sau để chúng ta được cái gì, được trí tuệ, được tốt đẹp, được có một cái tri kiến để chúng ta tiếp tục chúng ta tu tập, chúng ta làm pháp độ, thì đó chính là một cũng là một khát khao để sanh hữu đời sau chúng ta có một cái nghiệp hữu tốt đẹp. Chúng ta ví dụ như vậy cho quý vị dễ. Còn mà tất cả bởi vì cái sanh hữu này cũng như bây giờ đó, từ ái duyên cho thủ, từ hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ, ái thủ hữu, ái sanh thú, chúng ta không muốn chết, chúng ta muốn sống mà bây giờ phải chết, thì chúng ta muốn sống chính là sanh hữu đó, và nó trợ tạo cho nghiệp hữu dẫn tái sanh. Thế là chúng ta sẽ có dẫn tiếp tục được đi tái sanh. Muốn sống thì sẽ cho sống, cái nghiệp hữu này nó dẫn đi cho chúng ta cho sống. Và thế là chúng ta phải chịu già chết, sầu bi khổ u não, nó làm nhân làm duyên để chúng ta sanh về các cõi là như thế. Và thế là sanh về các cõi đó, chúng ta cũng bị già chết, sầu bi khổ u não, nó tiếp tục nó lăn trôi, nó dẫn dắt chúng ta mà chúng ta không bao giờ biết. Bởi vì tại sao chúng ta không biết vậy? Bởi vì chính do cái gì, do cái vô minh nó che phủ. Và cứ như thế nó cứ rồi hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho già chết, sầu bi khổ u não, hay chết sanh cho lão tử, thì chính là cái điều này là chúng ta thấy là nó cái gì, nó chấm dứt, nó dẫn dắt để chúng sinh cứ sanh diệt liên tục với cái vòng sanh khởi này, cái này có mặt thì cái kia có mặt, cái này diệt thì cái kia diệt, cái này được sanh lên thì cái kia được sanh lên. Nếu mà sanh hữu đã được khởi lên thì nghiệp hữu sẽ tiếp tục dẫn dắt. Phải nói rằng ngay cả những con người mà chúng ta biết là những con người họ đau khổ, họ buồn chán cái kiếp sống này, họ quyên sinh, họ tự tử, không phải vì họ nhàm chán cái cuộc đời nó đau khổ mà vì họ trốn tránh. Chúng ta phải nhớ như vậy. Và cuối cùng thì chúng ta muốn, họ muốn gì, họ muốn tránh đi cái đau khổ này, để tìm một cái sanh hữu mới, tìm một cái mới gì đó để đổi thay, thì cái đó chính là nó dẫn dắt tiếp tục sanh tử nữa. Thì nghiệp hữu này nó trợ tạo để cho họ bị nguyên sinh. Và chính vì cái khát khao của họ nó không có bằng một cách, tức là họ nguyên sinh, họ tự sát như vậy, gây cái nghiệp tử của họ là nghiệp tử đau khổ, cho nên cái sanh hữu dẫn đến cái đau khổ, và nghiệp hữu này trả quả cái đau khổ cho cái ước muốn tâm như thế. Cho nên ở đây người Phật tử phải biết rằng là ngày nào chúng ta còn khát khao sanh hữu thì ngày đó chúng ta phải vẫn còn tái sinh. Bây giờ chúng ta nói chúng ta học hiểu Phật pháp, chứ sự thật đã đến khi cái sự chết nó đến chúng ta rất là sợ hãi nha. Chứ đừng có nói rằng mình cho rằng mình tu tập như thế này thế nọ, hoặc là mình nghe pháp mình làm phước như thế này thế kia, nhưng quả thật cái nghiệp tử mà nó tới á, hay chúng ta bị một cái bệnh hoạn gì đó mà nó coi như là chúng ta bệnh nan y đi, chẳng hạn như bệnh ung thư, bệnh cancer đó, thì bác sĩ mà chúng ta cầm cái xét nghiệm nó lên một cái rồi là chúng ta rụng rời luôn, bởi vì đây là điềm báo, cái chết được báo rồi đó. Là chúng ta sống theo cái duyên nghiệp, cái thời gian của chúng ta thôi. Nó là như thế đó quý vị. Nó lạ kỳ vậy đó. Bởi vì chúng ta sợ. Cho nên con người mà nằm liệt giường, liệt chiếu, đau khổ vô cùng. Họ chán, họ muốn chết. Họ muốn chết để làm gì? Để thay đổi, để tránh né cái khổ đau này. Nhưng sự thật cái chết đó tới, họ rất sợ. Họ cũng vẫn sợ. Rồi những người già cả lụm cụm, mắt mờ, tai điếc, chân mỏi, gối trùng, tức là cái sức sống của họ không còn, nhưng cái nghiệp của nó duy trì cho họ đó. Nhưng hỏi rằng họ cũng vẫn cảm thấy sống nó là một cái gì đó mà họ mê thích.
họ vẫn thích ở trong tâm của họ. Và chính như vậy mà khi cái sanh hữu, tức là họ luôn luôn khao khát, họ muốn sống, họ muốn cái sanh hữu này nó tồn tại. Và nếu như nó không tồn tại thì cái sanh hữu họ muốn khao khát, họ muốn sống nữa, họ muốn được sống thì nó sẽ cho sống. Chính là nghiệp hữu này nó dẫn đi cho chúng ta ở các cõi giới. Và thế là chúng ta sinh ra là kiếp người, là trai là gái là hèn, là sang là nhục, là vinh là tốt, là đẹp là xấu, là thấp là cao, là béo là lùn gì đó, ốm nhôm gì đó, là do cái nghiệp hữu của chúng ta nó tạo tác. Rồi chúng ta được quyền quý, chúng ta được cao sang, chúng ta được trường thọ hay được yếu, chúng ta bị yếu thọ gì đó, thì tất cả nó đều do cái nghiệp hữu này nó xử. Bởi vì cho nên không có một cái tòa án nào, không có một cái nơi nào mà nó công bằng, cho bằng. Phải nói rằng là cái nghiệp hữu này là tòa án công bằng nhất. Chứ không có do một thần linh thượng đế nào mà tạo tác cả, mà chỉ đó chính là do cái giá trị của sanh hữu nghiệp hữu này mà nó dẫn dắt nó tạo tác. Cho nên nếu như một người mà hiểu biết Phật Pháp, một người mà biết tu tập á, họ mới thấy họ sợ cái sanh hữu. Bởi vì sao vậy? Hôm nay chúng ta đang ở kiếp người này, nhưng sanh hữu kiếp sau của chúng ta chưa chắc là kiếp người. Mà chúng ta luôn luôn nghĩ rằng mình làm con người, cho nên mình đời sau mình làm con người nữa, cái điều đó chưa chắc ạ. Bởi vì cái điều này á, đời sau mình sanh ra mình sẽ là cái gì? Ở địa ngục bằng sanh Atula, ngạ quỷ, vân vân. Đó là cái mà chúng ta biết là nó cái chỉ số đó nó rất cao hơn là để sanh về cái cõi lành. Cho nên vậy người đời vì không hiểu biết được cái hành động và cái nguyên nhân của mình đã tạo tác, nó sẽ là quả, nó kết tụ quả dị thục ở trong đời sau cho chính mình, mà mình không có biết nó là như thế nào. Cho nên nhiều khi chúng ta biết có những người, người ta làm ác, người ta trốn khỏi cái lệnh truy nã, nhưng điều mà cuối cùng thì cái truy nã đó người ta cũng không thoát khỏi được cái vòng lao lý. Và cái vòng lao lý là mới chỉ là một cái điểm thôi, nhưng phải nói rằng cái nghiệp quả này nó sẽ đeo đuổi họ suốt cả cái luân hồi khi mà họ tạo ác. Rồi sanh ra, rồi chúng ta thấy có những con người xuất hiện trên cuộc đời này coi như là té tua thê thảm, mình thấy mảnh đời đáng thương, mình thấy tội nghiệp vô cùng. Đó là mình thấy mình khởi cái lòng bi, mình cái lòng từ thương xót, cái lòng bi đối với họ như vậy. Nhưng sự thật quả thật họ bị như vậy không phải là ai mà làm cho họ cả, mà chính là cái nghiệp của họ tự đeo tự mang đó. Nhưng chúng ta đừng có đến trước mặt họ mà chúng ta sỉ vả, chúng ta bài biện, chúng ta cho rằng ngươi bị như vậy là đời trước ngươi coi như là giết người, ngươi trộm cắp, ngươi gian dâm, ngươi dối lừa như thế này thế kia, thì nó là không hợp lý. Mà chúng ta nhìn họ để chúng ta cảm niệm lại cho chính họ, chúng ta biết rằng họ đã tạo cái nghiệp ác, cho nên mình phải làm lành lãnh dữ. Cho nên đây chính là cái sanh hữu, nó là một cái động lực để tác động, để cho ra quả của nghiệp, để cho nghiệp hữu coi như là khởi sanh lên, là đúng như vậy. Giờ xin có điều trả lời cái câu sổ lượng số 2 là như vậy. Và tiếp theo thì kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng tiếp tục cho cái câu thổ luận số 3. Và kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ kính chương thật hợp tụi mình. Dạ bà thật hợp đăng không biết là hình tòa còn trước mái không ạ? Dạ kính bạch thật hợp đăng không biết là hình tòa còn trước mái không ạ? Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có trước mái không ạ?
Giờ một lần nữa xin hỏi là sư Nguyên Thông có chút máy không ạ? Giờ con kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền trở lại với câu thảo luận số 3. Dạ, xin kính cung thỉnh. Nam mô Bố Tát Giá, quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ rồi, không có, Thượng tọa Pháp Đăng cũng không có sự nguyên thông. Dạ, chúng tôi sẽ trả lời luôn. À, quý vị post lại cho câu hỏi đó coi. Dạ, quý vị post dùm. Có con để nói dỗi tông đường, được nói thế nào trong trong đạo Phật? Có thể nói rằng chúng ta biết cái sự truyền thừa, cái mạng mạch của tông đường, người ta nghĩ rằng phải có một cái đứa con trai, hay hoặc là chúng ta bị mà chúng ta bị ngày xưa mà thời phong kiến á, vua chúa đó, khi mà coi như là làm quan thì cả họ cũng được nhờ, mà bị tội á thì cả họ nó cũng bị tru di tam tộc luôn á nhá. Thì đó chính là một cái sự suy nghĩ của con người có nhiều cái ái chấp, có nhiều cái sự phân biệt, cho rằng dòng giống nồi của mình như thế này, giống nồi của mình như thế kia. Trên cái tinh thần của Đức Phật á, thì Ngài không có cho cái chuyện mà nói dỗi tông đường, đó là một điều đáng phải đề cao, hay đáng phải nói là tốt đẹp. Đức Phật không nói như vậy, mà Đức Phật nói rằng một người nào thân ác, khẩu ác, ý ác, thì dầu cho người đó ở cái là quyền quý cao sang, các hạng là bà la môn, hay là các chồng vua chúa, thì người đó cũng tệ hại. Nhưng người nào là một người mà giàu cho ở cái dòng nô lệ, hay là những người thấp kém nhưng tâm ý, cũng như tâm nghiệp họ tốt đẹp, thì họ sẽ được tốt. Thì cũng như vậy, có thể nói rằng một cái sự để tiếp nối được cái tông đường, tiếp nối được một cái dòng cái truyền thống, cái dòng giống của gia tộc, của gia tộc đó, thì chẳng qua đó chính là một cái sự cái ái chấp của dòng giống, ái chấp của một cái kiếp người thôi, chứ quả thiệt cái đó Đức Phật Ngài không có đề cập và liên quan gì cả. Mà cái này là cũng do chính con người từ thở xa xưa đó, do từ hồi khi mà mới, chúng ta nhớ trong bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn, trong mà cái sự thành trụ ngoại không của kiếp trái đất á, các vị chư thiên, các vị phạm thiên từ cõi trời họ xuống dưới này, cả có trời phạm thiên họ xuống dưới cái cõi dục này, và ở dưới này xong bắt đầu họ mất đi, bắt đầu thiền họ mất, và thế là họ ở cõi dục. Bắt đầu chúng tôi đang nói về cái kiếp thành á, yeah. Thì bắt đầu họ mới sản sinh ra do cái nghiệp chủng tử quá khứ của chính họ, và thế là họ sinh ra cái thân nam, sinh ra cái thân nữ do cái nghiệp quá khứ của chính họ, và thế là nối thừa, kế thừa như vậy. Và sau đó đó, rồi từ cái chỗ mà phạm thiên đó, thì họ cứ kế tục cái con người, họ cho rằng họ sinh ra từ phạm thiên, họ sinh ra từ bắp vế của phạm thiên, từ miệng của phạm thiên, vân vân và vân vân, nhiều thứ mà chúng ta thấy rất là nhiều lý luận để nói lên cái hiện tượng này, nói lên cái hình thái này. Nhưng cuối cùng đến Đức Phật thì cũng không bao giờ khen ngợi. Mà có con người nào mà đi nối dỗ cái tông đường, để kế tục cái tông đường của mình, nên là con người nó sẽ được tốt đẹp, nhưng không phải như vậy. Mà những người thiện nam tứ, hay những người nam nữ cư sĩ biết bỏ ác làm lành, thì đây chính là cái tông đường nó tốt đẹp, con người nó tốt đẹp, cái đoàn thể nó tốt đẹp, cái gia đình nó tốt đẹp. Hay trong gia đình, ở trong bài kinh Thi Ca La Việt á, thì cũng vậy, gia đình nào mà sống biết tôn trọng cha mẹ, rồi cha mẹ biết tôn trọng những người con, những người con biết tôn trọng cha mẹ, biết thương yêu, biết chăm sóc, biết đùm bọc, thì đó chính là cái điều mà Đức Phật Ngài yêu cầu ở trong gia đình đó.
ở cái tông đường đó cần phải làm như thế, có một cái sự kính trọng, có một cái sự tôn trọng đối với các bậc huynh trưởng, có sự tôn trọng đối với các hàng tỷ, hàng sư tỷ, hàng sư huynh, hay là những các ông bà cha mẹ, vân vân, những người lớn tuổi, những người cao niên lập trưởng, chứ không phải để mà cái nối dỗi tông đường, tức là tìm mọi cách để rồi truyền thừa cho con, hay là chúng ta thấy coi như truyền thừa cho trong gia tộc, coi như là nghề nghiệp, hay là những cái bí quyết, cái tuyệt chiêu gì đó, vân vân. Thì đó chính là nói như vậy thôi, chứ sự thật là chúng ta biết là không có trong cuộc đời này. Đức Phật Ngài không có bao giờ mà tán thán ai mà nhân danh nói rằng tổ nghiệp của họ hay tông đường của họ là tông đường tốt đẹp, hay họ chính là một con người được coi như là để có con, có những người con để tiếp tục nối dõi tông đường, hoàn toàn không có. Bởi vì có con là do nhân tham ái khởi sinh, mà từ tham ái khởi sinh đó, Đức Phật Ngài ở đây là Ngài dạy cái ly gia các ái mà. Chúng ta nhớ cái lý Phật, cái lý chỗ đó, đó. Còn cái ái thì còn cái sự nối tiếp. Bởi còn cái ái muốn tông đường mình, cho nên phải có con trai mới được. Là bởi con trai này nó mới kế thừa, nó nối tiếp cái dòng giống của mình. Đó là một sự suy nghĩ, một chiều của chính họ, chứ sự thật ra ở đây Phật Pháp không có nói về cái điều đó. Chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Phật Pháp không có nói rõ cái điều đó. Phật Pháp không có chỉ dạy cái điều đó, mà Phật Pháp đi ngược lại, có thể nói đi ngược lại cái điều đó luôn. Bởi vì gọi là ly gia cắt ái mà. À, gia đình có một con trai một à, cho nên vì vậy nó tu mới được. À, rồi để nó nối dõi tông đường, vân vân. Thì sự thật ra cái điều đó là cái điều mà định chế của cuộc đời thôi. Chứ còn cái tinh thần của Đức Phật Ngài không có định chế như vậy. Và Ngài không phải nói là con người nào được coi như là có con là mới được tốt đẹp, và không có con mới không tốt đẹp. Chúng ta nhớ có một lần hình như là vua Basenadi, phải vua Basen, vua Bình Sa Vương á, khi được tin mà hoàng hậu mà sinh ra con gái, đức vua buồn, thì Đức Phật Ngài nói không, tâu bệ hạ, đại vương đừng có suy nghĩ như vậy, sai lầm rồi. Có những nữ, những người nữ mà thân lành, khẩu lành và ý lành, đó là những con người tốt. Chứ còn nếu như là những hoàng tử, nếu có những công chúa sinh ra mà được vậy, nó quá tốt hơn là những hoàng tử mà sinh ra mà thân ác, khẩu ác, trí ác, thì điều đó nó rất là tệ hại. Và sau đó Đức Phật Ngài đã xác định rõ như vậy, chứ đừng có nói chi mà nói dỗi tông đường là cái gì. Thì ở đây chúng tôi xin xác định rõ cho quý vị là Đức Phật Ngài không hề có cái sự đề cao hay có cái sự tán thán về những người con là những người nam tứ để nối dõi tông đường, đó là làm cho được tốt đẹp ở đời này, hoàn toàn không có cái chuyện gì cả. Mà đó chẳng qua chính là chỉ một sự chấp hữu chấp ngã của kiếp con người, do cái sự suy nghĩ không đúng mà nó thiết lập nên một cái vai trò của cái giá trị như vậy. Đây chính là cái câu trả lời của chúng tôi là như vậy, để chấm dứt cho chương trình thảo luận sinh hoạt tối hôm nay. Kính cung thỉnh đại đức Kim Từ Tri tiếp tục quay trở lại để điều họp kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thì Thanh Thủy có chiếc máy không? Thanh Thủy ơi, cho Nhật Bình một tín hiệu. Thanh Thủy ơi, alo, Thanh Thủy ơi. Dạ, con không thấy tín hiệu của Thanh Thủy. Dạ, cảm ơn Châu Phan, cảm ơn Hoàng Việt. Dạ, theo lời của Đại Đức Tây Trì, con xin thay mặt đại chúng công trung mà thanh kính tri ân Thiền Tòa Tệ Quyền đã từ bi giảng dạy hai câu hỏi, và Đại Đức Tây Trì cũng con kết thúc chương trình. Dạ, sa thú lành thai.
Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông đông, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước. Ô, con sai nữa rồi. Hầu đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Bí ớt đã yểm đầy cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Giá. Dạ con đã sai cái bài hồi hướng rồi, dạ con xin sám hối. Dạ, Nam mô Bụt Giá, dạ con thành kính, con xin được phép xuống bức tạch. Đạo trong biến thành.
Chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc.